Chào mừng các em đến với tiết học toán của đài truyền hình Trà Vinh. Các em thân mến, trước khi bắt đầu tiết học, cô nghĩ các em đã chuẩn bị các đồ dùng học tập đầy đủ rồi đúng không nào? Bây giờ cô trò mình cùng nhau bắt đầu vào bài học hôm nay nhé. ở những tiết học trước, các em đã được học bảng đơn vị đo độ dài, khái niệm số thập phân, hàng số thập phân và đọc viết số thập phân. Hôm nay các em sẽ vận dụng những kiến thức đó để hoàn thành Bài 16 viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân. Các em lấy vở và ghi tựa bài vào cho cô nhé. Và các em mở sách giáo khoa trang 44. Thì sau bài học này các em cần đạt mục tiêu sau. Biết viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân, trường hợp đơn giản. Thì để đạt được mục tiêu này, cô trò mình cùng nhau bắt đầu vào phần khởi động nhé. Câu hỏi thứ nhất. Em hãy nêu tên các đơn vị đo độ dài xếp theo thứ tự từ lớn đến bé. Các đơn vị đo độ dài xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: km, hm, dam, mét, dm, cm, -si mm. Câu hỏi thứ hai. Nêu mối quan hệ giữa hai đơn vị đo độ dài liền kề nhau. À, mỗi đơn vị đo độ dài gấp 10 lần đơn vị bé hơn tiếp liền và bằng 1 phần 10, 0,1 đơn vị lớn hơn tiếp liền. À, quỷ là cô trò mình vừa ôn lại các đơn vị đo độ dài và mối quan hệ giữa hai đơn vị đo độ dài liền kề nhau và tiếp theo các em cùng cô vận dụng bảng đơn vị đo độ dài để làm một số bài tập nho nhỏ nhé các em. Câu a. 1 km bằng bao nhiêu hm? Thì các em thấy đây là đơn vị lớn chuyển đổi sang đơn vị bé và mỗi một đơn vị đo độ dài như thế là ứng với một chữ số. Vậy 1 km thì bằng 10 hm. Tiếp theo, 1 hm bằng bao nhiêu km? Chúng ta vừa chuyển đổi 1 km bằng 10 hectomet và chúng ta chuyển đổi ngược lại 1 hm bằng bao nhiêu km vậy các em? Nhà rất là dễ dàng đúng không nào? Vậy là 1 hm thì bằng 1 phần 10 km. Và 1 phần 10 này cô sẽ viết thành số thập phân là 0,1 km. Câu B. 1 hm bằng bao nhiêu mét? Thì các em thấy hm đổi sang đơn vị là mét. Và hai đơn vị này nó không liền kề đây là hectomet và đây là mét. Và mỗi đơn vị đó độ dài như thế là nó ứng với một chữ số. Vậy 1 hectomet thì bằng 100 m. Tiếp theo, 1 m bằng bao nhiêu hectomet? Các em đổi ngược lại là 1 m đổi thành hectomet. Thì 1 m thì bằng 1 phần 10 đề ca mét. Và 1 m bằng 1 phần 100 hectomet. Và một phần 100 hectomet này cô viết thành số thập phân là 0,01 hectomet. Câu C. 1 mét bằng bao nhiêu mm? Và các em thấy 1 mét đây là đơn vị lớn chuyển đổi thành đơn vị bé. Vậy thì 1 mét bằng bao nhiêu mm các em? 1 mét bằng 1.000 mm. Và các em chuyển đổi ngược lại là 1 mm bằng bao nhiêu mét? Các em thấy mm đây là đơn vị bé chuyển đổi thành đơn vị lớn là mét. Vậy 1 mm thì bằng 1 phần 1 000 mét. Vậy 1 phần 1 000 mét này cô sẽ viết thành số thập phân là 0,001 mét. À, các em vừa cùng với cô chuyển đổi các đơn vị đo đơn giản là từ 1 đơn vị đo chuyển đổi thành một đơn vị đo. Vậy tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các em cách chuyển hai đơn vị đo thành một đơn vị đo như thế nào. Các em cùng quan sát tiếp nhé. Câu A, ví dụ 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. 6m 4 dm bằng bao nhiêu mét? Thì các em thấy đây là hai đơn vị đo độ dài chuyển đổi thành một đơn vị đo độ dài và cô sẽ hướng dẫn các anh em cách làm như sau 6 m 4 dm đổi thành mét và cô có 6 m 6 m này cùng với đơn vị chúng ta cần chuyển đổi là mét cô giữ nguyên 6 m và cô đổi 4 dm này thành mét vì 4 dm đổi thành mét là 4 phần 10 m Vậy 6m và 4 phần 10m này cô viết thành hỗn số là 6 và 4 phần 10m. Và từ hỗn số này cô sẽ viết thành số thập phân là 6,4m. Vậy 6m 4dm bằng 6,4m. Ví dụ 2 viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. 3 m 5 cm bằng bao nhiêu mét? Thì các em thấy đây là hai đơn vị đo độ dài chuyển đổi thành một đơn vị đo độ dài là mét. Và cô cũng có cách làm tương tự như ví dụ 1. 3 m 5 cm đổi ra là mét. 3 m cô giữ nguyên. 5 cm cô đổi thành mét ra bằng 5 phần 100 mét. Vậy 3 mét 5 phần 100 mét. Cô viết thành hỗn số là 3 và 5 phần 100 mét. Và từ hỗn số này cô viết thành số thập phân là 3,05 mét. Và các em lưu ý phân này cho cô. 3 và 5 phần 100 mét thì cô viết thành số thập phân là 3,05 5 này là hàng phần trăm, 0 là hàng phần 10. Các em thấy đây là có chữ số 5 và nó khuyết ở phần hàng phần 10 cho nên cô ghi chữ số 0 ở phía trước số 5. Các em lưu ý phần này để một chút nữa chúng ta vận dụng làm bài tập cho chính xác nha các em. Vậy 3m 5cm 3 m 5 cm bằng 3,05 m. À cô vừa chuyển đổi hai ví dụ là từ hai đơn vị đo độ dài thành một đơn vị đo độ dài là cách làm của cô là từ hai đơn vị đo độ dài cô viết thành hỗn số là một đơn vị đo độ dài và từ hỗn số này cô chuyển thành số thập phân và tiếp theo cô có phần lưu ý cho các em để viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân ta có thể làm như sau từ số đo độ dài có hai đơn vị viết thành số đo độ dài dưới dạng hỗn số có một đơn vị và từ hỗn số đó viết thành số thập phân và các em ghi nhớ phần lưu ý này để chúng ta vận dụng vào bài tập nhé. Tiếp theo các em cùng cô vào phần bài tập. Bài 1, viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. Câu A. 8 m 6 dm bằng bao nhiêu mét? Các em thấy đây là cô có hai dấu bằng. Vậy thì dấu bằng thứ nhất là các em phải viết thành hỗn số và dấu bằng thứ hai các em phải viết thành số thập phân. Giờ các em cùng làm bài với cô nhé. 8 m 6 dm đổi ra là mét. Vậy 8 m cô giữ nguyên. 6 dm cô đổi thành mét là 6 phần 10 m. Vậy 8 m 6 phần 10 m cô viết thành hỗn số là 8 và 6 phần 10 m. Và từ hỗn số này cô viết thành số thập phân là 8,6 m. Câu B. 2 dm 2 cm bằng bao nhiêu đề cm thì cách làm tương tự như ở câu A. 2 đề cm cô giữ nguyên. 2 cm cô đổi thành đề cm bằng 2/10 đề cm. Vậy 2 đề cm 2/10 đề cm cô viết thành hỗn số là 2 và 2/10 đề cm và từ hỗn số này cô viết thành số thập phân là 2,2 đề cm. Tiếp theo, câu C. 3 m 7 cm bằng bao nhiêu mét? Cách làm tương tự nha các em. 3 m cô giữ nguyên. 7 cm cô đổi thành mét. Là chúng ta đổi ngược lại là từ bé đến lớn. Là 7 cm này đổi thành mét là bằng 7 phần 100 m. Vậy 3 m 7 phần 100 m cô viết thành hỗn số là 3 và 7 phần 100 m. Và từ hỗn số này cô viết thành số thập phân. Và các em lưu ý như cô hướng dẫn ở phần ví dụ 3 và 7 phần 100 m thì 7 này là hàng phần trăm, hàng phần 10 bị khuyết một chữ số cho nên là cô viết chữ số 0 ở phía trước số 7. Và 3 này là phần nguyên. Vậy cô có số thập phân là 3,07 m. Tiếp theo, câu D. 23 m 13 cm đổi thành m. Và 23 m này cô giữ nguyên. 13 cm cô đổi thành m là bằng 13 phần 100 m. Và cô có hỗn số là 23 và 13 phần 100 m. Và từ hỗn số này cô viết thành số thập phân. Các em thấy lưu ý chỗ này cho cô nha. 13 phần 100. 3 này là hàng phần trăm, 1 này là hàng phần 10, 23 là phần nguyên. Vậy số thập phân của cô là 23,13 m. À cô cho chúng mình vừa hoàn thành bài tập 1. Tiếp theo các em cùng cô thực hiện tiếp bài tập số 2 nhé. Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân. Câu A có đơn vị đo là mét. 3 mét 4 dm bằng bao nhiêu mét? 2 mét 5 cm bằng bao nhiêu mét? 21 mét 36 cm bằng bao nhiêu mét? Và các em cũng lưu ý phần chuyển đổi đây là hai đơn vị đo chuyển đổi thành một đơn vị đo và cô có hai dấu bằng nhé và dấu bằng thứ nhất các em lưu ý là chúng ta viết thành hỗn số và dấu bằng thứ hai các em phải viết thành số thập phân và câu a này các em ghi nhanh kết quả ra vở nháp giúp cô nhé à, cô nghĩ là các em đã ghi xong rồi đúng không nào Bây giờ các em cùng sửa bài với cô nhé. 3 m 4 dm bằng bao nhiêu m? 3 m cô giữ nguyên, 4 dm cô đổi thành m là 4 phần 10. Vậy 3 m 4 phần 10 m cô viết thành hỗn số là 3 và 4 phần 10 m. Và từ hỗn số này cô viết thành số thập phân là 3,4 m. Bài thứ hai, 2 m 5 cm bằng bao nhiêu mét? 2 mét cô giữ nguyên. 5 cm cô đổi thành mét bằng 5 phần 100 mét. Vậy hỗn số là 2 và 5 phần 100 mét. Và từ hỗn số này chúng ta viết thành số thập phân. Các em còn nhớ cách viết không nào? Là 5 là 5 phần 100. Hàng phần 10 nó bị thiếu một chữ số cho nên nó là cô viết là chữ số 0 trước số 5. 2 là phần nguyên. Vậy số thập phân của cô là 2,05m. Bài kế tiếp. 21m 36cm bằng bao nhiêu mét? 21m cô giữ nguyên. 36cm cô đổi thành mét là bằng 36 phần 100m. Vậy cô có hỗn số là 21, 36 phần 100 m Từ hỗn số này, cô viết thành số thập phân là 21,36 m Chúng ta sang tiếp câu B. Có đơn vị đo là đề xi mét. 8 đề xi mét, 7 cm 7cm, bằng bao nhiêu đề xi mét? 4 đề xi mét, 32 mm bằng bao nhiêu đề cm? 73 mm bằng bao nhiêu đề cm? Và các em cũng lưu ý là cô có hai dấu bằng nhé. Các em ghi nhanh kết quả ra vở nháp giúp cô. À cô nghĩ các em đã hoàn thành rồi đúng không nào? Các em cùng sửa bài với cô nhé. 8 dm cm, 7 cm chuyển đổi thành dm. 8 dm cô giữ nguyên. 7 cm cô chuyển đổi thành dm là bằng 7 phần 10 dm. Vậy cô có hỗn số 8 dm 7 phần 10 dm là 8 và 7 phần 10 dm. Từ hỗn số này cô viết thành số thập phân là 8,7 dm. Bài thứ hai: 4 dm 32 mm bằng bao nhiêu dm? À 4 dm cô giữ nguyên. 32 mm cô đổi thành dm là bằng 32 phần 100 dm. Vậy cô có hỗn số là 4 và 32 phần 100 dm. Si và từ hỗn số cô viết thành số thập phân là 4,32 dm. Si Bài kế tiếp. 73 mm bằng bao nhiêu dm? Si và 73 mm đây là đơn vị bé chuyển đổi thành đơn vị lớn là dm. Si và 73 mm cô chuyển đổi thành 73 phần 100. Và 73 phần 100 này cô viết thành số thập phân là 0,73 dm. À tiếp theo, các em cùng cô thực hiện bài số 3 nhé. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. Câu A: 5 km 302 m bằng bao nhiêu km? Câu B. 5 km 75 m bằng bao nhiêu km? Câu C. 302 m bằng bao nhiêu km? Và các em cũng thực hiện viết kết quả ra vở nháp giúp cô. À, cô nghĩ các em đã hoàn thành rồi đúng không nào? 5 km 302 m bằng bao nhiêu km? Thì 5 km này cô giữ nguyên. 302 m cô đổi thành km bằng 302 phần 1.000 km. Vậy 5 km và 302 phần 1.000 cô viết thành hỗn số ra. 5 và 302 phần 1.000 km và từ hỗn số cô viết thành số thập phần và các em lưu ý cô nhắc lại cách viết số thập phân nhé. Hai này là hai thuộc hàng phần nghìn. Không là thuộc hàng phần trăm. Ba là hàng phần mười. Năm là phần nguyên. Vậy cô có số thập phân là 5,302 km. Câu B. 5 km 75 m bằng bao nhiêu km? 5 km này cô giữ nguyên và 75 m cô đổi thành km là 75 phần 1000 km và cô được hỗn số là 5 và 75 phần 1000 km. Và từ hỗn số này Cô viết hành số thập phần. 5 này là hàng phần nghìn. 7 là hàng phần trăm. Hàng phần 10 bị khuyết, cô thêm chữ số 0 ở phía trước số 7. 5 là phần nguyên. Vậy cô có số thập phân là 5,075 km. Câu C. 302 m bằng bao nhiêu km? Đây là đơn vị bé chuyển đổi thành đơn vị lớn. 302 m bằng 302 phần 1000 km. Và phân số thập phân này cô sẽ chuyển đổi thành số thập phân là 0,302 km. Nào vậy là à, cô trò mình vừa hoàn thành các bài tập viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân. Và tiếp theo, các em cùng cô trả lời một số câu hỏi để khắc sâu về cách viết số đo độ dài này nhé. Câu hỏi thứ nhất: Để đổi đơn vị đo độ dài dưới dạng số thập phân cho chính xác, chúng ta cần chú ý điều gì? Câu trả lời là: Từ số đo độ dài có hai đơn vị viết thành số đo độ dài dưới dạng hỗn số có một đơn vị và từ hỗn số đó viết thành số thập phân. Tiếp theo các em sẽ làm một số bài tập nho nhỏ, nhỏ nhé các em. Đây là bài trắc nghiệm. Phân số thập phân 25 phần 1 nghìn được viết dưới dạng số thập phân là Câu A 0 ,025. B. 0 ,2005. 0 0 0,025 b 0,2005 c 0,25 d 0,0025 bây giờ các em tìm kết quả giúp cô nhé à, cô nghĩ các em đã có kết quả rồi bây giờ các em xem có cùng kết quả với cô không nào? À, kết quả của cô là A à, 0,025. À, tại sao cô biết là 0,025 vậy các em? À, các em nhìn cô hướng dẫn nhé. 5 là 5 thuộc hàng phần nghìn, 2 thuộc hàng phần trăm. Hàng phần 10 bị khuyết cho nên là cô biết là không ở phía trước. Và phần nguyên nó nhỏ hơn 1 cho nên nó là 0. Vậy cô viết số thập phân là 0,025. Đó là đáp án của, của chúng ta nhé. Bài kế tiếp. Hỗn số 7, 8 phần 100 được viết thành số thập phân là A. 7,0108 B. 7,08 C 7,078 D 7,8 À các em tìm đáp án nhé. À các em có đáp án rồi đúng không nào? Bây giờ xem đáp án của cô có trùng với các em không nhé. Đáp án của cô là 7,08 8 là thuộc hạng phần trăm hàng phần 10 bị khuyết cô thêm chữ số 0 và 7 ra phần nguyên. Vậy kết quả chúng ta là 7,08. À, cô cho mình vừa hoàn thành một số bài tập trắc nghiệm. và tiếp theo cô sẽ có bài tập vận dụng cho các em thực hiện ở nhà. Làm bài tập 1, 2 phần luyện tập trang 45 sách giáo khoa toán 5. Thì trong quá trình làm bài các em có khó khăn các em liên hệ với thầy cô chủ nhiệm của mình để giúp đỡ nhé các em. Và tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Cô chúc các em chăm ngoan học giỏi và hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình ở nhà thật tốt nhé. Cô chào tạm biệt các em.